xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Hoàng Đức đang đứng trên đường Phan Đăng Lưu hướng về Bà Triệu hết các bạn. Bên tay phải mình đây là Hội Thánh Tinh Lành Gia Đình ha, và mình sẽ di chuyển vào con đường Ngô Tùng Châu. Nay là con đường Nguyễn Văn Đậu và Phú Bình Thạnh và Phú Nhuận ha các bạn ha. Và bây giờ thì Hoàng Đức xin mời anh chị cô chú cùng các bạn mình theo chân Hoàng Đức mình di chuyển vào con đường Ngô Tùng Châu. Giờ mình đã bắt đầu xin rẽ trái để mình vào ha các bạn. Thì con đường Ngô Nguyễn Văn Đậu này các bạn di chuyển bằng xe hơi thì không quẹo trái được ha các bạn ha. Các bạn lưu ý ha, sẽ có bảng cấm ô tô 4 chỗ, coi như là cấm các loại xe luôn rồi, cho nên là không có quẹo trái vào được ha các bạn. Đây là cấm giờ các bạn ơi, mình xin lỗi, cấm giờ, cấm từ 6 giờ đến 22 giờ ha các bạn. Đây là ngã ba giữa Phan Lưu và đường Nguyễn Văn Đậu các bạn. Bên tay phải là phường 5 Phú Nhuận, cũng như bên trái cũng là phường 5 Phú Nhuận. Nhưng ở bên tay phải thì nó chỉ có một đoạn thôi. Từ Phan Đăng Lưu vào đây là khoảng từ chừng 100 mấy mét là sẽ hết, là chỉ có một khúc phường 5 thôi. Và bên kia là đường Lâm Sơn, chứ không có nhiều ha các bạn, không có dài. Ở đây thì cấm giờ từ xe hơi trở lên là từ 6 giờ đến 20 giờ. Bên tay trái mình đây là con đường giữa Phan Đăng Lưu và Nguyễn Thượng Hiền. Bên tay trái mình đó là trường phổ thông trung học Phan Đăng Lưu ha. Nhưng mà khúc này từ Nguyễn Thượng Hiền trở lên đây thì nó lại là phường phường 6 Bình Thạnh rồi. Phường 6 Bình Thạnh rồi các bạn. Đây, từ cái đoạn này trở ra bên tay phải mình đây, quẹo phải ra qua tới đường Lê Lâm Sơn là nó là chỉ có đường phường 5 Phú Nhuận thôi ha, ra tới Phan Đăng Lưu. Còn phía trên này đó là phường 6 Bình Thạnh. Ở đây mình thấy là có một quán hủ tiếu năm vang, hủ tiếu đó là Hồng Thịnh. Hồng Thịnh ha các bạn. Và nếu như các bạn mà tới đây thì hồi xưa các bạn có thể nhớ đây là một cái bên tay trái của chúng ta đây có một cái xưởng cơ khí gọi là Tân Nhân Hòa ha các bạn, rất là nổi tiếng, bây giờ là rất lớn mà ngày xưa là hay nhiều phòng hôn chứng ngay góc này đây. Còn bên tay trái mình đó là chùa Hải Quan. Ở đây thì có sửa xe nè, rồi Viettel, rồi bia tô quán lan ha các món. Và đây là chùa Linh Châu ha các bạn. Và để tiếp theo thì đó là sẽ giao giữa con đường Nguyễn Văn Đậu và đường Hoàng Hoa Thám vùng Bình Thạnh ha các bạn. Bên đây là phường 6 Bình Thạnh, và qua bên kia nó sẽ là phường 7 Bình Thạnh, và bên góc trái của chúng ta đây là phường 5 phường Bình Thạnh ha các bạn. Đây là góc ngã tư giữa Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Văn Đậu, ngày xưa là con đường Ngô Tùng Châu. Con đường Nguyễn Văn Đậu này thì nó từ đường Phan Văn Lưu ra tới đường Phan Văn Trị của Bình Thạnh ha các bạn. Đây, bên tay trái mình đó là công an phường 5 quận Bình Thạnh. Ở đây thì mình thấy là có rất là nhiều cửa hàng chụp hình, đèn chữ đẹp luôn, Vinmart, rồi bánh mì Hà Nội, rất là nhiều ha các bạn. Dán keo xe cũng có, nhà thuốc tây coi như là đầy đủ luôn, rồi bán các cái phụ kiện thời trang, có điện thoại. Và bên tay trái mình đó là xí nghiệp xây dựng và chữa trang, không biết là của Bình Thạnh hay là của thành phố,
Còn bên trái mình vừa qua đó là Ủy ban Nhân dân phường 5 quận Bình Thạnh đó các bạn. À, phía trước mình đó là ngã ba giữa đường Nguyễn Văn Đậu và đường Trần Bình Trọng. Đó cũng là thuộc phường 5 quận Bình Thạnh luôn các bạn ha. Ngày xưa ở trước mặt mình bên tay trái đây là có một cái tháp nước rất là lớn, nhưng mà sau này là đã đập bỏ rồi, không còn sử dụng nữa, lâu năm rồi nó xây đây bên tay trái rồi, có khí công trình cấp nước. Đây là cái tòa nước mà ngày xưa rất là lớn các bạn, để tăng áp suất nước cho thành phố cũng như là địa bàn ở Bình Thạnh. Thì ở đây thì có một quán lẩu bò rất là nổi tiếng tại đường Nguyễn Văn Đậu cũng là lâu rồi ha. Và đây là giao lộ giữa Nguyễn Văn Đậu và Lê Quang Định ha các bạn. Đây mà hướng bên phải mình quẹo về bên phải là đi về chợ Bà Chiểu, còn bên trái là mình sẽ đi lên được chợ Gò Vấp. Bên đây thì góc bên trái này thì là rất là nhiều tiệm làm bô xe, và đây bên tay phải mình đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé ha. Và bên góc trái của mình đây vào con hẻm đây là Ủy ban Nhân dân phường 11 quận Bình Thạnh. Mình muốn đây là phường 11 quận Bình Thạnh các bạn. Đây là một cái chỗ mà sản xuất nước đá lớn các bạn, ngay tại Bình Thạnh này. Đây bên tay phải mình đấy là chỗ sản xuất nước đá ha. Và bên tay phải của tay của chúng ta đây là chùa Pháp Vân ha các bạn. Một cái ngôi chùa tại phường 11 Bình Thạnh này. Bình Thạnh thì cũng tương đối rất là nhiều chùa nha các bạn, như chùa Dược Sư nè, chùa Diệu Pháp nè, rồi chùa Già Lam, chùa Bửu An, rồi rất là nhiều chùa nhưng mà mình cũng không có nhớ hết các bạn. Bên tay trái mình thì thấy là một cái dòng của bên nhà dòng đó các bạn. Đây là tu viện Thánh Tâm. Bên tay phải mình đây là tu viện Thánh Tâm các bạn. Đây bên tay trái thì xin lỗi, bên tay trái dòng Quan Kinh Chùa Sai Đức Mẹ. Đây thì có một cái Nin Candy Mart cà phê restaurant rất là lớn luôn các bạn. Hải Sơn Tao. Ngày trước thì nếu mình thấy ở dưới này có một cái chỗ đậu xe của đội phòng cháy chữa cháy Bình Thạnh, nhưng mà bây giờ mình không thấy nữa, mình quan sát bên tay phải thì không thấy các bạn. Và phía trước mặt của chúng ta đó là đường giữa Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Đậu này nha các bạn. Và tới đây thì Hoàng Đức cũng xin kết thúc clip tại đây ha các bạn. Và xin kính chúc cô chú anh chị cũng như các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nhớ hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Hoàng Đức nha các bạn. Và nhớ like, share và chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo, và để Hoàng Đức đi quay được nhiều clip hơn cho anh chị các bạn mình cùng xem nha. Và xin cảm ơn.